Những ngày qua, cửa hàng kinh doanh trái cây của chị Phạm Hiếu tại địa chỉ 755 Kha Vạn Cân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp khi trở thành điểm tập kết hàng hóa cứu trợ của người dân thành phố Hồ Chí Minh gửi ra miền Bắc. Mỗi người một tay, từ già đến trẻ, với lòng nhiệt huyết và tình cảm đồng bào, họ đã không ngần ngại góp sức cùng chung tay cứu trợ cho những vùng bị lũ lụt nặng nề tại miền Bắc. Nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men và những vật dụng cần thiết được phân loại và đóng gói. Em thấy tình hình miền Bắc rất là khổ như vậy. Công ty em thì em có cái thùng nước suối, nhu yếu phẩm, cái áo khoác, áo ấm ra có sẵn công ty nên em quyên góp. Em nghe có chuyến xe 3 giờ chiều nay chị bên này đi á, thì em lập là em mang qua. Rồi em về em sẽ quyên góp thêm những cái thứ nhu yếu phẩm như là bánh mì ngọt, sữa rồi cho hiện tại em có cái gì là em về đi hết. Sau khi tiếp nhận hàng, đội ngũ tình nguyện viên tại điểm tập kết của chị Hiếu sẽ phân loại kỹ lưỡng từng món hàng để đảm bảo chúng đến đúng nơi, đúng nhu cầu. Hàng hóa được chia thành từng gói nhỏ, bao gồm thực phẩm, quần áo và các vật phẩm cần thiết khác, đảm bảo dễ vận chuyển và phân phát đến tận tay người cần giúp đỡ. Đây là địa điểm kinh doanh của em ở tại 755 Kha Vạn Cân. Em sẽ dành 1 đến 2 và vài hôm để em tụ tập tất cả những đồng thành của mọi người về địa điểm này. Và em sẽ gác bỏ đi buôn bán của bên em, để em giúp đỡ cho mọi người một phần chút ít qua giai đoạn này. Qua đây là rất nhiều và tin nhắn và điện thoại Zalo rất là full 24/24 luôn ạ. Tối hôm qua có 90 giờ ở trên Tân Bình đã đi ra ngoài Bắc và hiện tại đang vận chuyển ra ngoài đó để cứu trợ trước ưu tiên. Và thì chiều hôm nay em sẽ 4 giờ chuyến hôm nay ngày ở tại cửa hàng của em sẽ đi. Cũng có rất nhiều nhà mạnh thường quân hỗ trợ cho bên em xe miễn phí luôn. Thì bên em sẽ chỉ cần một điểm nào đó để cho tất cả các hàng hóa lại một điểm và tài xế tới là bắt đi thẳng ra ngoài đó và ra tới mạnh thường quân ở ngoài Bắc có đầu ở Hà Nội hoặc phân chia các hàng ở những nơi mà đang cần thiết nhất. Bão lũ có thể gây ra đau thương, nhưng cũng chính trong gian khó ấy, tình người lại được thắp sáng. Điểm tập kết 755 Kha Vạn Cân không chỉ là nơi nhận hàng cứu trợ, mà còn là điểm hội tụ của lòng nhân ái, là minh chứng sống động cho tinh thần sẻ chia của người dân thành phố Hồ Chí Minh.